Rồi, xin chào anh em nha. Mình là Lâm Mô Tô anh em ha. Rồi, mình là một kênh YouTube chuyên mua bán các dòng mô tô độc và lạ và hiếm anh em ha. Đặc biệt là những dòng hai máy. Và nhất là dòng rebel anh em ha. Thì hôm nay mình về một con rất là đặc biệt cho anh em luôn, là con này rebel 110 150 ha. Con này là phiên bản là Regal Raptor nha anh em. Con này là đời đầu của cái con mà lóc hột xoài á, lóc hột xoài mà anh em hay mua đó, là đời cao đó. Là con này là đời đầu của nó nha anh em. Nó nhìn nó rất là đẹp, anh em thấy không, cái cốp nó cũng in như cái con lóc hột xoài luôn ha, con đời cao đó. Con này cũng là máy nước luôn nha anh em, nó nhìn rất cứng cáp ha. Và đặc biệt cái bô này kia là nó in hết nha anh em. À, anh em nhìn là cái này không có thấy rõ đây, anh em thấy không, Regal Raptor nha. Đó, bô rất là sáng ha. Đó, bô là Regal Raptor ở đây này. Đó, Regal Raptor ha, niềng này anh em, Regal Raptor hết nha. Bô này cũng vậy anh em ha, Regal Raptor. Đó, con này thì mới chạy có 8.000 mai thôi. Đây, cái mai này là thông dụng bên xe Mỹ anh em ha. Mai này thì một mai nó tương đương khoảng 1,4 cây của mình. Thì con này 8.000 mai thì nó tương đương với tầm 11 cây anh em ha. Khoảng đó, khoảng 11.000 cây ha. 8.000 mai thì tương đương khoảng 11.000 cây, hơn chút xíu. Đó, thì con này chạy được hơn 11.000 cây anh em ha. Lốp trước còn zin, lốp sau thay rồi anh em ha. Con này là đời đầu luôn nha anh em. Những chiếc xe đời đầu là dàn xi rất là đẹp. Và đặc biệt nước sơn tem này kia nó rất là chắc chắn. Anh em nhìn con này là nước sơn zin nguyên con, nước xi zin nguyên con và tem là zin theo xe luôn nha anh em. Đây anh em thấy không? À, anh em thấy cái tem của nó nằm dưới cái lớp sơn ha anh em ha, không có lột qua được. Nó tem tem nằm lại anh em, mình để là mình lột ra thôi. Còn cái tem này anh em không có lột được nha. Cái này chỉ có tẩy sơn thì nó mới ra được. Đó. Đó, sơn zin, xi zin, tem zin luôn anh em. Và phụ tùng của con này là zin trên 90% anh em ha. Anh em thấy capo của nó cũng zin luôn. Và thì đợt trước em có lên một cái con mà DD170 đó, thì anh em có dành nhau để mua đó. Thì thực ra thì con này không có kém gì luôn anh em, nó rẻ hơn, nhưng mà nói về máy và chất lượng thì con này, về dáng dấp thì con này không có kém gì con đó hết anh em ha. Con này còn thậm chí còn đẹp hơn luôn anh em. Đó, anh em nhìn cái chống độ zin không, cực kỳ đẹp và hầm hố luôn. Con này ở ngoài là nó to hơn con, bằng cái con đó, đó nha anh em, bằng, nhưng mình thấy nó chống độ nó làm nó rất là hầm hố nên mình cảm giác như nó to hơn. Và con này là biển số thành phố chính chủ anh em ha. Đây, 8692 Phát Lộc Cũ Tài anh em ha, Phát Lộc Cũ Mãi. Đó, tạm dịch là đơn giản là như vậy anh em ha. Đó, biển số rất là đẹp, 4 nút. Thì con này là xe chính chủ anh em ha, mình bán bao rút gốc cho anh em sang tên toàn quốc ha. Bên Lâm Mô Tô bán là về giấy tờ thì anh em khỏi lo, em rút gốc hết, tại vì khách hàng của em thường thường những anh chú lớn tuổi không à, 4 đến 50 đến 60, thì về phần giấy tờ thì bên em bán là bao hồ sơ cho anh em hết, anh em về chỉ việc sang tên thôi anh em ha. À, nó không để cho anh em tự đi rút hay gì à, bên em bán là bên em bao nha. Đó, thì anh em này thì mình sẽ đi chi tiết cho anh em luôn. Thì con này bên phần lốp trước là lốp zin anh em thấy không, còn gai rất là sâu. À, anh em thấy này, mình trọt cái tay nó không vô tới luôn nè. Là 8.000 máy mai thì tương đương tầm 11-12.000 cây anh em ha. Lốp trước là zin, lốp sau thay rồi. Đây, đĩa này là đĩa zin nè anh em này, phuộc đồ zin theo xe này. Anh em để ý ốc xi nhá, ốc đời đầu á là ốc xi hết em ha, còn đời sau đời cao là ốc xanh. Đó, anh em thấy niềng rồi còn rất là đẹp đây. Regal Raptor ta khắc lên luôn. À, mà con này đặc biệt là con này là bản tem thiết nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, nó có cái tem thiết này trong này này. Đó. Mình đọc thông số cho anh em, lúc anh em không thấy mình đọc cho. 143 cc. Con này tên là DD150E ha. À, con này là 163 kg nha anh em.
Đó, nó có thông số hết và có số khung số đó hết. Đó, tem thiết. Đó, là hàng tem thiết là hàng rất là giá trị anh em. Thì còn một chiếc em bán là DD170, con này là DD150 anh em ha. Đó, rất là đẹp luôn. Anh em nhìn cái lường của nó này, là cái này là zin hết nha anh em. À, anh em nhìn này, oxy từng con luôn anh em. Đó, còn đẹp từng con luôn chứ không phải là ốc mình xi lại mà đẹp thì quá là bình thường anh em ha. Phục zin theo xe này. Đó, anh em thấy từng con ốc không? Rất là đẹp, cặp bô sáng quắc luôn ha anh em ha, từ cổ bô cho đến ốc bô luôn nha anh em. Mình coi xe là mình phải coi kỹ như vậy. Dù bô người ta mua thay được nhưng mà không, giờ thay cũng không được, tại vì cái con này bô thì găng khắc tên này thì mua không có anh em. Giờ mình mua bô thì có khắc Honda thôi nha, chứ mà khắc bô thì găng Raptor đã không có. Đó, còn thấy anh em thấy dàn xi không? Nó rõ tưng như ban ngày luôn anh em ha, soi gương luôn nha anh em. Đó, mấy cái dắt này, dắt ổ khóa rồi còn zin thế này anh em. Bình xăng con thì đẹp keng luôn anh em nhìn này. Bình xăng con thì như bình xăng con mới luôn ha. Đó, anh em để ý nước sơn nha, nước sơn con này thì nước sơn zin thì mà nó đẹp như vậy thì anh em biết cái chủ đi là kỹ cỡ nào. Anh em nhìn nước bóng này, nước bóng trong sườn này. Đó, mình coi xe là mình coi những cái chi tiết đó anh em ha. Đó. Rồi, thì đến con này là đến nhà sơn zin ở đây, đó, tem zin của nó anh em ha, làm rất tinh xảo và rất đẹp ha. Đây, con này cũng là hai cái phản quang zin này. Xe mà mình bị bể cái này rồi thì nó không còn cái này nữa. Đó, xe này là còn zin luôn nha anh em, rì găng Raptor ha. Đèn trước zin luôn nha anh em. Sáng bóng luôn ha. Đây đầu đèn, đây là cái đồng hồ báo số và đây là đồng hồ báo công tơ mét, xi nhan pha cốt là ở đây hết nha. Thì chỗ này nó có bị một điểm yếu là nó bị nứt nhẹ đây anh em ha, mình dán cái tem lại cho nó đẹp ha. Mình cái này mình không có thay. Thay thì nó mất zin con xe đi, nó chỉ bị nứt thôi, không bể nha anh em, bị nứt thôi. Không ảnh hưởng gì, mình sẽ dán cái tem đây cho đẹp. Đó, không có vấn đề gì anh em ha. Bị nứt thôi chứ không phải là bị bể nha anh em, nứt. Rồi mình dán nó chút xíu. Đó, còn mấy cái tay thắng này là xi hết anh em ha. Rất là nhẹ, con này anh em lên ngồi rất là nhẹ, to mà cảm giác mình đẩy tới luôn rất là nhẹ hơn những chiếc khác nha anh em. Dễ sử dụng hơn anh em ha. Nó anh em nhìn này, ốc gắt chân này. Xi hết anh em ha. Đó. Rồi. Con này là cách nước đầu lòng ống hơi anh em ha, cách nước còn lá còn mới luôn, mình đã kiểm tra rồi luôn nha. Đây còn cái này chống đổ zin này, rất là đẹp. Anh em nhìn từ trước tới anh em thấy rất là hầm hố luôn. Đó ha, xe dài hai thước mấy, hai thước tư ha, gần hai thước tư. Rồi bên này, đó, bên này thì kèn zin còn luôn anh em ha. Đó, nước sơn thì hai bên đẹp như nhau. Có lỗi nào thì em sẽ báo cho anh em lỗi đó ngay trong ngày luôn, chứ không có đợi anh em nhận xe đâu nha. Đó, xe mà có lỗi gì là em báo liền. Em quay rất là kỹ càng để lúc anh em nhận xe thì nó dễ làm việc hơn anh em ha. Đó, nước xi rất là đẹp anh em ha. Đó. Cặp te đồ bô là còn rất là đẹp luôn. Cái này là cái ván của nước mình rửa, em không chưa có lâu á. Chứ còn cái bô là cặp bô còn rất là mới luôn nha anh em. Đó. Anh em thấy không? Oxy hết này. Tem zin hết này. Rồi. Đó, quay từ xa cho anh em thấy. Rất là đẹp. Con này theo em đánh giá, em cảm nhận thì máy nó ngon hơn cả lốc hột xoài nha anh em. Tại vì chạy nó lực hơn nha anh em. Lốc hột xoài thì máy cũng im như con này thôi, nhưng mà chạy đời mới nó không có mạnh. À, anh em có nghe tiếng không? Không nghe tiếng gì luôn anh em ha. Xe đang nổ đó nha anh em. Tại vì bô zin của nó rất là êm ha. Thì con này gọi là một trong những con xe gọi là tuyệt chủng nha anh em. Một đĩa trước và sau là thắng bố, nhưng mà mình sử dụng mình cảm thấy rất là an toàn nha. Đó, anh em thấy cục máy không? Êm còn hơn xe cúp luôn, nhưng nó xe quay không nghe gì luôn á. Nè em nè. Đó, anh em mới nghe tiếng máy nè. Còn thả ra em ru rồi. À, còn lên ga thì mình nghe tiếng bô, tiếng máy, hai máy nó sẽ có cái độ hú rất là phê ha. Mình phê là phê mê cái đoạn hai máy nó hú lên đó, thì nó sướng, mình chạy cảm giác nó rất là đã. À, còn mà để im thì nổ em ru rồi. Độ êm hơn là cả xe quay, xe cúp luôn nghe anh em. À, bởi vậy con này đọc vậy á. Rất là đẹp và máy móc khi khỏi bàn. Rồi. Mình vừa test máy, test xi nhan cho anh em luôn nha. Rồi anh em thấy không?
combo ba đèn trước rất là đẹp ha. Rebel thì nó có cái kiểu zin là như vậy. Đấy, những chiếc xe đời đầu là nó như vậy. Còn đời sau thì anh em chỉ bật sáng cái đèn thôi, không có sáng xi nhan nha. Cái này tùy mình đấu cũng được nữa, nhưng mà zin nó là như vậy. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi để mình review lên cái phần này ha anh em. Đó thì khi anh em bật lên thì đang số mo thì đây là xe báo mo, còn đây sẽ là báo có pha, còn trên này là báo nước, đây là báo lỗi nước nè, còn đây là sẽ báo xi nhan ha anh em ha. Đồng hồ rất đẹp anh em, 8.500 mai thì tương đương tầm 11-12.000 cây anh em ha. Đây là báo số mo đó. Đó, xi nhan này mình bấm xi nhan bên trái thì nó sẽ báo xi nhan ở đồng hồ hiển thị cho mình biết, và đồng thời nó sẽ hiển thị xi nhan anh em ha. Đó, cái xi nhan trước nó sẽ có hai bóng, một bóng là sáng lên và một bóng là chớp xi nhan anh em. Đó, và đèn của bảng số đây, mấy cái này là zin hết nghe nè, và đèn hậu đầy đủ không thiếu một cái gì. Rồi khi mình đã pha thì nó sẽ báo pha ngay đây. Đó, pha đó, rất là sáng. Rồi xi nhan bên này thì nó sẽ báo bên này anh em ha, đầy đủ chi tiết, không thiếu thứ gì nha anh em. Và đặc biệt là nó zin anh em ha. Đó, anh em thấy cái lớp sơn bóng sườn của nó còn rất là đẹp, là chứng tỏ con này ít ra đường ha, hoặc là bảo quản rất là kỹ. Ít ra đường là một phần rồi, nhưng mà có nhiều xe ít ra đường bảo quản không kỹ thì nó vẫn bị, để ngoài sân ngoài nắng thì nó vẫn bị bình thường anh em. Nhưng con này thì xe gốc Sài Gòn rất là sạch sẽ và đẹp đẽ anh em ha. Đó, quạt em ru anh em ha. Đó, quạt đang chạy đó, mình bật khóa đấy thì quạt đang chạy rồi, và cảm giác mình đưa tay vào đây thì nó rất là mát. Đó, nó làm mát cho máy anh em ha. Đó, đang nổ ganti rất là thì thầm, để cả mình vặn nhỏ xuống nó vẫn nổ, nhỏ nơi muốn được. Đó anh em nghe không, nhỏ xíu luôn, ngay như xe đồ chơi nổ luôn thiệt á. Đó, ga rất là nhẹ anh em ạ. Thả là xuống liền, bình xăng con zin đó anh em. Đó anh em thấy không, ganti đang nổ á. Để sát vậy anh em mới nghe được tiếng máy, gọi là chút xíu ráng nghe là mới nghe được nha anh em. Còn hai cái bô thì hầu như là rất là êm ru luôn. Đó, rất là đã. Mua xe này đi ngang người ta giật mình luôn anh em, tại xe gì to đùng mà xe chạy không có tiếng gì á. Đi ngang giật mình là thiệt á. Rồi còn thiếu gì nữa ta, còn cái kèn nữa ha. Đầy đủ hết rồi, giờ còn cái kèn. Rồi. Đầy đủ, còn thiếu gì anh em ha. Và đặc biệt con này đi rất ít, và đồ zin là còn trên 95% anh em ha. Anh em sưu tầm được một con xe như này thì rất là ít nha. Còn chứ còn đẹp thì rất là ít luôn, tại vì xe này mình đã chưa qua đụng vào tay, mình sửa chữa nhiều, nước sơn, nước đồ, nước xi, rồi nước bóng phuộc, rồi dầu heo dầu, rồi niền tất cả các đồ trên xe, từ lớp bóng cho đến lớp nhám thì chưa có đụng chạm và sơn lại nha anh em. Cái này mình qua cam đoan với anh em nha. Còn cái gì lỗi thì mình đã báo rồi ha. Đây có nứt một miếng, nứt bị nứt nha anh em, chứ không phải là bị bể nữa nha, mà mình dán đại bàn lên rồi không thấy gì hết. Đó, cái này đồ zin mình không thay làm gì, thay vẫn được thôi nhưng không thay làm gì, tại vì nứt chút xíu à. Đó anh em ha, ganti cho nổ cả ngày cũng được nha anh em, nổ cả ngày, nổ hoài nó cũng êm vậy thôi, không có bao giờ mà nó rú ga lên được hả. Thì mình bán con này giá là rất là rẻ luôn anh em ha, 52 triệu. Đó, mà còn chiếc xe cọp như vậy thì anh em thấy giá rất là rẻ nha. Con này đi rất là tiết kiệm xăng anh em ha. 150 thì nó sẽ tầm khoảng 2 lít 8 100 cây nha anh em. Là nếu mà mô tô hai máy như vậy là đã tiết kiệm rồi anh em ha. Đó, anh em thấy cái tiếng ga nó nổ thì mình biết rồi, cái sự nhiên liệu của nó cũng sẽ là có sự tiết kiệm trong đó. Nhưng mà dòng mô tô thì bắt buộc là phải như vậy rồi, không thể nào ít hơn được nha anh em, tại vì nó hai máy nữa ha. Đó, rất là êm luôn. Đó, anh em nhìn từ trước tới này rất là hầm hố. Để mình tắt cái đèn đi. Đó, tắt cái đèn bớt đi anh em thấy không, rất là đẹp luôn anh em ha. Con này bán 52 triệu là giá rất là mềm cho anh em luôn. Anh em là nhanh tay thì mua được con này nha, chứ không phải lúc nào cũng có xe đẹp nha anh em. Rồi, 52 triệu bao rút hồ sơ cho anh em.
Anh em mua bán thì alo cho Lâm Mô Tô 0336 937 035. Còn anh em muốn tìm hiểu về em thì cứ lên Google gõ Lâm Mô Tô là sẽ ra anh em ha. Ra thông tin về cửa hàng của em, địa chỉ ở đâu này kia là có hết ha. Thì em bán thì anh em nào ở gần thì qua xem xe. Em ở Đắk Lắk nha anh em. Hiện tại tìm em ở Sài Gòn nhưng em về Đắk Lắk được mấy tháng rồi, chưa có vô lại. Về đây vẫn bán bình thường anh em ha. Vẫn ship cho anh em toàn quốc Bắc Nam bình thường. Thì anh em nào ở gần thì qua bên em xem xe, còn ở xa thì cọc tiền cho em ship về anh em nha. Về đó anh em cọc tiền rồi anh em về đó nhận xe rồi thanh toán, kiểm tra xe và thanh toán số tiền còn lại anh em ha. Còn video thì em quay rất là rõ rồi. Đó. Anh em yên tâm đến vấn đề đó nha. Anh em có thể lên Zalo em để tham khảo em bọc xe như thế nào và gửi xe như thế nào. Tại vì lúc em ít đăng lắm, bán thì nhiều nhưng mà đăng rất là ít. Lâu lâu mình có tiện tay thì mình quay mình đăng thôi. Đó, thì em bán ra miền Bắc rất là nhiều và miền Tây rất là nhiều anh em, miền Nam cũng vậy. Đó, thì anh em mua xe em thì khỏi lo ha. Cứ mua xe ở nhà thôi là tầm 3 ngày là có xe về tới nhà anh em rồi anh em ha. Còn hồ sơ là em lo hết nha anh em. Em bao cho anh em hồ sơ về xong tên hết, anh em không cần làm gì. Khi anh em mua xe cũ thì anh em sợ về phần giấy tờ này kia rắc rối. Còn em, anh đưa anh em đưa cho em là em rút hồ sơ cho anh em chỉ về việc nhập vào là xong anh em ha. Đó, còn xe cũ mà đưa tới đưa lui là bên em đã có xe hết rồi, anh em chỉ phụ cho em một phí ship là 1.000.000 đồng thôi anh em ha. Từ miền Tây, miền Nam, miền Bắc thì 1.000.000 đồng trên chiếc mô tô này, hả anh em, là rất rẻ đúng không? Tại vì chiếc mô tô này anh em gửi gần 200-300 cây thôi là đã 1.000.000 rồi, mà anh em gửi xa 1.000 mấy cây hoặc 600 cây thì em vẫn lấy anh em 1.000.000. Thì cái đó là tiền phát sinh thì em sẽ hỗ trợ cho anh em ha. Còn giá em bán là 52.000.000, bao rút hồ sơ cho anh em đó. Con này là rì găng rất to, Rebel đời đầu của cái dòng lắp hột xoài đó anh em ha. DD150E cực kỳ là hiếm. Và con này là tem thiết luôn nha anh em. Đó. Anh em thấy nổ canty nãy giờ nổ em ru này. Đó, là anh em hiểu rồi ha. Anh em chỉ cần nhìn đơn giản là canty nổ vậy là anh em hiểu cục máy sao rồi. Rồi thì anh em nào mua bán thì alo cho mình 0336937035 nha anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nha. Anh em nào thấy con này đẹp thì chốt nhanh đi nha. Tại vì không có nhiều chiếc xe như vậy đâu anh em ha. Thời gian mười mấy năm mà còn một chiếc xe đẹp như vậy thì quả thật là không có đâu. Trừ khi mình dọn thôi nha. Mà dọn thì không thể nào dọn được rồi. Tại vì mấy cái tem này nó nằm sâu trong này hết. Và chất xe rồi lốp zin rồi nó còn đầy đủ ha. Em mua xe, má xe rất nhiều, em nhìn xe em là em biết ngay. Nên anh em mua xe thì khỏi phải lo về phần đó. Em bao hết cho anh em nha. Rồi, xin chào anh em nha.